bây giờ tự nhiên từ từ quay xe, từ quay kiếm xe mô tô giờ tôi phải quay cái bét của em luôn hả? Đúng rồi đó. Nè thôi em tự quay đi, em tự đưa lên, em tự đưa lên địa chỉ đi. Không, máy của anh em cầm đi. Rồi đây, số 10 Nguyễn Hồng Đào, 110 Nguyễn Hồng Đào, phường 14 Tân Bình nha mọi người. Sao có thể dùng từ hai đứa con, em thấy ghét quá ha. Đi, đi, trời, chạy. Đó, cưng không? Ờ, thấy ghét ghê. Ừ, trời ơi, đồ cưng đó. Đó, trời, có nơ rồi này nọ nè, thấy không? Không tin được. Tôi mới không tin nè, từ một cái clip trên xe quay qua đồi xe mô tô, tự nhiên giờ tự nhiên làm cameraman quay chó cho bả luôn. Mua mặt đi em. Anh nghĩ sao em bận này vậy? Anh bận không em mua? Không. Để qua đây thăm Tôm với Ruby, mà Tôm Ruby bữa nay được một người hồi xưa giữ Tôm Ruby á, bữa nay xin cho về nhà chơi rồi. Vừa giờ là mình đi một vòng đấy. Gửi thế nào? Đây là phòng. Quy ơi em nhìn nè, dàn con của em nó chiếm hết phòng ốc của người ta rồi. Quy nó gửi mấy con vậy? Bốn con. Ba đứa nhỏ nữa nè. Đó, leo, dèo, nhảy. Các bạn có vẻ vui vẻ quá ha. Hôm bữa là ông em qua cũng thấy mấy đứa đúng không? Dạ, anh có tắm thì chứ. Tắm mấy con nha. Trời ơi, tắm, quen qua tắm rồi. Từ lúc mở tới giờ là bị dịch. Chủ nhà cũng với lại chủ đầu tư là cũng gồng rất là mệt. Sau dịch làm cho người quen không. Mỗi đứa gửi 7-8 bé qua. Không đứa nào trả tiền nha mọi người. Không trả tiền đứa nào hết. Bị bao nhiêu cũng quen. Đó. Con nhìn giống con báo quá ha. Trời, con này là con cái nó còn ốm á, chứ con của mình á nó mượn hơn nữa, nó đô con á. Trời, nhìn mình kìa thấy lạ ghê không kìa anh. Quy ơi, công nhận con em ngầu quá à. Quy ơi, đó thấy chưa, vừa thấy mà rờ con của con. Rờ cháu em là nó tới rồi nha Quy nha. Bình thường mà giống như giờ có ai rờ em đi em tới thôi.
thấy chưa? Bản thân mình mẹ mà. Quy nó đi quay á, nó nhắn không để em nghe là con em qua đi quay được mấy ngày. Xong rồi nó yên tâm, giờ nó đi luôn, nó chưa chịu về. Đó, đó, bạn ra. Nói xấu. Đó, lại nói xấu. Giờ nói xấu luôn cái Quy rồi nó ra, thấy không? Dễ sợ không? Cái màu lông của con đẹp bằng con mẹ. Sao Quý nó là hay chút cái con mẹ như con mẹ. Con nhìn 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 lớn lên thật đẹp lắm đó ha. Ủa, đẹp gì chưa? Cái bạn này mình biết có bắt, biết bắt chuột không anh? Trời, bắt nó không? Con mình bắt nhiều lắm đó. Nó không phải bắt chuột không cơ mà chơi với lại cắt kè rồi. Con của mình thì chắc nó lạ mình luôn. Con đi vô đi con, mấy anh em con trong rồi kìa, đi vô đi để mẹ không ra đây, mẹ không vừa ngoài. Mẹ muốn một Quy hay nghe cứ nói xấu một cái Quy là mà xuất hiện xuất hiện cũng đi ra báo. Bye bye nghe, bye 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 bye. Hôm nay đi thăm mèo, định đi thăm mới là thăm hai tòa bạn của tôi, hai đứa thực bếp của tôi là Tôm với Ruby, mà giờ nó không có ở đây, qua thăm mèo của một cái Quy luôn. Bye bye.